Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để Samsung Galaxy J4 Plus đang tháo rời ra chờ thay thế sửa chữa để di động cao cấp.vn. Như bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả các link phụ kiện trên Samsung Galaxy J4 Plus, phủ quá trình thay thế sửa chữa vì các bạn khi cần. Tất cả các lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm trên Samsung Galaxy J4 Plus đều có sẵn phương án thay thế nhanh chính xác để di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy J4 Plus nói chung, phụ quá trình thay thế sửa chữa cho vị các bạn khi cần. Các cái lỗi sự cố cơ bản như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, vỏ máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác từ di động cao cấp.vn. Các lỗi liên quan phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn phải chạy phí lỗi nhanh chính xác từ di động cao cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa Samsung Galaxy J4 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn để cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy J4 Plus hàng đầu hiện nay.